Chào các bác, cô chú, chị. Tiếp tục ngày nghỉ. Cả ngày nay đi sáng đi chợ, xong rồi trưa lại về quê. Xong rồi bây giờ là cắt cái cây ổi này các bác nhé. Cây này là trước tôi có cắt ấy, thì các bác xem ấy. Đấy, thì đã có video ấy, nhưng mà tôi lần này nó đã nứt mầm như này. Các bác nhìn kỹ chị. Đấy, nó nứt. Thì Tết lộc sẽ rất là đẹp. Nên bây giờ tôi sẽ vặt hết lá để các bác xem. Cũng từ cái thời đưa cái ổ này về thì nó chắc được 1-2 lần vặt trụi lá. Đấy. Đợt này thì đã cố gắng để cho nó có nước cho nó đỡ khô. Thì nó cũng khá là ổn. Cái ổi lòng đào. Lòng đào cũng như. Đấy. Tiên cảnh ở trước và dưới này thì rất là đẹp rồi. Nhưng mà các bác thì chưa có cái dịp nhìn thấy cái phiến đá với lại sơn thủy của nó tượng rồi những cái chỗ nghỉ rồi chỗ tiên cảnh chơi cờ rất là nhiều, rất là hài hòa hợp lý mà rất là đẹp. Bàn tay làm đá cũng khá là ok. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ vặt hết lá để cũng như chỉnh trang lại thêm những cái điểm nào làm sạch sẽ để chơi Tết các bác nhé. Tết mà cái cây này lộc nó rất là đỏ, cái ổi lộc cũng rất là đỏ, thì để xin với các bác xem nhé. Sau này thì hy vọng là có nhiều dịp để có thể chơi nó lộ đá ra như ngày xưa đã từng chơi hơn 10 năm không đắp đất như này đâu, mà chơi đá nước. Đấy, thì đấy thì hy vọng là 1-2 năm nữa thì để các bác xem được đá như ngày xưa. Còn bây giờ vặt lá các bác nhé. Thank you.
kết quả của cả cái buổi chiều đến tận tối hôm qua đây các bác. Thì hôm qua nó cũng tối quá thì không quay để phục vụ các bác được, đành phải để đến sáng hôm nay. Sáng hôm nay thì kết thúc để bật lá cái cây ổi này và chuẩn bị lên Hà Nội đây các bác ơi. Đấy, có bao nhiêu thôi nhưng mà lá ổi nó vặt khá là lâu, cây nó to mà. Và cũng phải vặt cẩn thận vì lá ổi nó hay bị rách những cái nách này. Khi vặt nó rách cái nách thì nó không ra được mầm nữa. Đấy, đi ra xem. Bấm miếc thêm chỉnh trang tí nữa. Cơ bản thì đợt trước cắt là cũng ok rồi, không còn nhiều những điểm mình cần điều chỉnh nữa. Đấy, rất là sạch sẽ. Đấy, mỗi lần nó bóc cái vỏ này nhìn rất là dễ chịu. Cái vỏ, nó thay cái vỏ này, thân nó vàng, nó vằn, thích. Đấy, góc rất giống cái da tường vi, hoặc là cái họ nhà bạch đàn các bác, nó hay bóc thân, bóc vỏ. Mỗi lần bóc vỏ là nó lớn, nó phát triển. Đấy, không bóc vỏ là kém phát triển. Đấy các bác, thân nó sạch. Nhiều những cái cây mà thân nó sạch đến mức nó nhìn nó cứ nhẵn, nó cứ như là mình đánh ấy, mình mài ấy. Đấy, trong dân gian còn nhiều những cái cây ổi đẹp lắm các bạn. Đấy, làm này cho sạch nhìn nữa, sáng sủa. Này là đến Tết là lộc lá đẹp ấy. Cái cây ổi này lộc non của nó cũng có màu hồng các bạn. Màu hồng. Nó rất là đẹp, và cây này lá nó cũng nhỏ rồi. Lá nó cũng nhỏ. Nó cần cỗi rồi, nó trên đá này nó rất là nhiều năm rồi, mười mấy năm rồi. Nên là nó cũng thuần. Bông tán của nó cũng chia hòm hòm như thế này. Nó không bị phá nữa. Đấy, hôm qua nhân tiện thì cắt luôn cái cây kia, vặt lá luôn. Đấy các bạn, cả buổi tối hôm qua, chiều tối hôm qua là nhặt lá đá ống bơ này, vặt lá bẻ cành này, vặt xong cây này thì vặt cây kia và vặt cây xanh kia nữa. Tí nữa ra quay cái đấy, lâu lâu rồi cũng không quay cái đấy để các bác xem. Đấy, tổng thể lại cây ổi các bác nhé. Để khi mà không có lá thì các bác nhìn có khi nó dễ nhìn hơn. Chậu này chắc là khoảng độ 2m2 m8 kích thước. Nhìn chiều này ghê. Này các bác xem, đá này, đá này. Đấy, tán tiếp rất là bay. Rất thích nó là nó lại là cây ổi lòng đào á, quả rất là nhỏ và ngọt. Đấy, kiếm cái ổi lòng đào thì nó cũng không khó đâu, nhưng mà để trên chậu mà lâu năm mà to này thì ít lắm, gần như là không có đâu ạ. Mỗi tôi có. Đâu đó chắc có nhưng mà nó không một tuần như này. Bóc ra đây, nó vàng. Chả được dưỡng giếc gì mấy các bác, chỉ tưới nước. Thì thoảng bón tí phân trâu, phân bò ở quê thôi. Chứ chẳng được dưỡng giếc gì, cho nên là nhiều khi nó cũng chậm. Sắp tới về thì chắc cũng mua một số cái loại phân rồi những cái chế phẩm về bón cho nó tốt. Trái cây là phải dưỡng các bạn, mình không dưỡng thì khó mà đẹp lắm. Nó trên chậu mà. Trên chậu bao nhiêu năm tháng nó có gì ăn đâu, uống nước. Đấy. Đấy các bác,
Đấy. Tiên cảnh. Mỗi tội đang để linh tinh các thứ đấy. Cái mộc này thơm quá các bạn. Cứ thoang thoảng thơm. Cứ đến cái mùa sẽ lạnh này, lạnh lạnh này lại. Gần Tết này lại ngửi mùi hoa mộc dễ chịu. Không có thoang thoảng ở đâu đó. Xong một lúc thấy quen quen mới nhận ra đấy là cái hoa mộc rất là dễ chịu. Đó xem. Đây một cây nữa. Toát thân thì được độ mấy phân thôi, nhưng mà mình chơi hoa cũng được vài năm này, to đấy, to đấy. Đấy à, chắc khoảng độ cũng gần 10 năm này không phải mua đào Tết cơ. Có mua thì mua thêm thôi, chứ cây này là cây đào chơi chơi Tết đây. Còn trong đào chơi cây, còn trong nhà ban thờ cắm là cắm đào đào phai ở ngoài vườn, vừa có mấy cây, rất nhiều. Gần như là không phải mua đào, khoảng 10 năm nay. Đấy, cây này thì có là mua khi mà nó còn là tơ. Mua ở bãi đấy, mua ở bãi đào đấy. Về mình trồng lên cái chậu à, thì lúc ý cố tình chọn cái đào tơ ấy bác, để trồng cho nó khỏe. Chứ mua cái đào mà nó cỗi rồi, thân nó xùi rồi ra rồi thì rất khó trồng à. Bác xem hoa hết đây, hôm qua vừa mới vặt nốt lá đây. Cây này thì giá bao giờ nó cũng ra đúng Tết, không cần vặt lá nó cũng ra đúng Tết, vì cái lứa lá nó đến lúc gần Tết là nó già, nó rụng rồi, không cần phải vặt luôn. Đấy. Răm tăm tiếc đẹp rồi. Cũng không cần phải nhiều. Chơi mình chơi tao nhã không cần phải nhiều. Hoa nó rất là to các bác, cho nên là cũng không cần nhiều. Đôi khi nó loáng thoáng, nó lốm đốm, nó nở lại đẹp. Đấy, các bác xem gốc nó cũng rất là hoành tráng. Hoa. Hoa giấy. Đấy, cứ hoang sơ này thôi các bác. Cây ổi được từ rồi về cắt này. Chân tốt quá. Đấy, tối hôm qua cắt thêm cả cây ổi kia. Đấy, cây gỗ chắc. Cây gỗ chắc này đúng là gỗ của nó như cái tên. Bao năm tháng này các bác, vẫn như này, không hề có dấu hiệu bong chóc gì. Đây, riêng cái tăm mà cái miếng mà cảm giác như dễ bung ra ngoài nhất này, vẫn rất là đanh đây. Đành. Đây, bác nào mà chơi tượng sống lục vương này, cũng có nhiều lần tôi trình bày đây, phần thịt này đục là đây giống như cái đầu của tượng Đạt Ma ấy, mà đeo cái bình hồ lô, đeo cái bình hồ lô đây, thì phần này phần thân đây rồi, tà áo phía dưới này rất là hợp lý, thịt nó rất dày, nguyên khối một cái gốc của cái chắc khai thác lên luôn. Đấy. Cây này thì vẫn luôn đẹp rồi. Nguyên mất tối qua đây, cho nên nó mới xuống sang đến tận tối, vặt rất lâu. Vặt xong cắt luôn. Chẳng có thời gian quay lại được bác, nó tối. Làn. Rất nhiều hoa, rất nụ. Hoa. Đài châu. Rất khỏe này, nó ôm dễ khủng khiếp. Đấy, cây xanh mặt tối qua đây. Cây úp này vì gà qué nó cứ tự do hoang, nó tự sinh tự dưỡng các bác, cho nên là phải che đậy các bác, chơi cây khó lắm. Có mình chơi cây mà người nhà chỉ tưới tắm giúp thôi. Cắt tỉa mình cũng phải về các bác, cho nên là không thể bảo người nhà bỏ hết gà hết đi được. Thôi thì cứ sống chung với gà qué thôi. Đây, một cân
gốc này móc cái gốc bạch đàn này, dưới sâu lên. Phần này là phần cắt trên mặt này, này còn dễ. Đó. Ngoài kia còn nhiều lan nữa các bạn. Đấy, đây một cây đào nữa, một cây đào cũng cùng đào khoai cánh kép như cái kia. Cây này thì lúc nào nó cũng tơ này, vì năm nào cũng cắt mà nó tơ đấy. Năm nào cũng xong là lại cắt đi, nó tơ này. Tết nó hoa nó rất là to. Một cây đu đủ ăn hạt mà nó ăn hạt nó rơi vào cái khe sân này, nó mọc lên này các bác này, mà nứt hết cả sân ra này đấy. Nhưng mà rất nhiều quả. Hy vọng là một năm sung túc lộc lá đầy đủ. Đấy. Khắc nghiệt như này vẫn còn cho ra trái này. Đấy. Tốt hơn cả trồng ngoài đất luôn. Bác, đây làm gì có cái gì ăn đâu. Uống nước. Cây quất năm ngoái này. Có khi năm nay chẳng mua quất nữa các bạn. Nó hơi đỏ đỏ tí nhưng mà quất tôi đánh giá năm nay đi qua nhiều bãi thì nó cũng xấu lắm các bạn. Thôi mình chơi cây này thôi. Chơi thêm mấy cây bonsai rồi đào có rồi, thế là ok. Đấy, mình cũng ở nhà quê có lâu đâu, chắc mấy ngày Tết lần lại lên đường rồi quê vợ rồi thăm thú họ hàng. Tết là chính ra là ở nhà không nhiều. Rồi, chúc các bác một tuần làm việc mới may mắn nhé, nhiều sức khỏe. Lại chuẩn bị đến Tết âm và những cuộc tất niên Tết Dương rồi, bây giờ những cuộc tất niên Tết âm. Chuẩn bị sức khỏe các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.